mời bà ngồi. Tiếp. Ngồi đi bà. Tiếc lắm. Hèn chi bữa nay bà diện đồ đẹp quá, cao hơn tôi đó. Ngồi đi. Tiếc Lan à. Ngồi. Thiếp. Ngồi. Dạ ngồi. Có khách khứa mà bà để tôi nặng hơi mỏi cổ à. Mời anh Sơn Dương ngồi. Dạ. Sao vậy bà? À, ảnh chờ bà cho phép phải không? Phải không? Bà cho phép ảnh ngồi không? Cha cho phép con rồi, con ngồi đi. Dạ, xin tuân lệnh. Ứa gan rồi. Đây, đây chung rượu thượng công người anh hùng Mã Thượng. Mời anh. Con gì kêu vậy bay? Bà ơi, bà có cho phép anh uống không bà? Sao? Cha cho phép thì con uống đi. Dạ, đa tạ mẹ. Và đây là chung rượu mời Trang Cơn Quốc Anh Thư. Mời bà. Bà ơi, tôi quên nữa, bà có cần xin phép anh ấy không bà? Anh đẹp trai ơi. Dạ. Có cho vợ của tôi uống không? Dạ, dạ cho chứ cha. Cửa gan gì không? Giờ sao? Cầm. Uống đi. Đi vô cũng đi vô lượt. Xứng. Quả là đồng tài đồng sắc đẹp thay. Vậy mà cứ xảo ngữ bịch tai thiên hạ. Chúng bay chưa lấy giải thưa mặt che mắt thánh. Mặt nạ của chúng bay tao đã lột ra rồi. Giữa ban ngày chúng bay là mẹ mẹ con con, hoàng hôn xuống chúng bay là chồng chồng vợ vợ. Tiếc lắm. Quan dâm lời lá còn gây thị phi không tưởng đi. Tiếc gia trong vườn thu dài tính lời mi. Tình dài đứng nay rồi bài nhớ hồng về dâu ta. Tàu kháng chi thế là đau trồng. Tiếp nào phải cùng chắc gió bướm ông. Ứng luôn quy cuộc đường bán là thất giá thất lòng. Chứ vì phút ghen hờn mà tàu nhiều quan nghĩa. Đã gắn nghĩa châu trần còn dối ngữ chi trong tình mẫu tử chứ. Kinh sang chẳng hẹp hòi ích kỷ chi đâu. Trả ơn lê quê cứu mặt, cứu ta thoát ải tử thần. Ta sẽ để cho nàng vui dày duyên mới. Tên sao còn không chịu nổi, chẳng thể cúi lòng trước kẻ lang tâm. Tế cao phong thiên địa quỷ thần, lại dưỡng mẫu tha tội tình bất hiếu. Đến sao mẹ, mẹ
được làm vinh quân phò đường quốc lại chút lấy đắng cay nhục nhà cho mình. Ân luôn sẽ ra đi chân vàng chẳng chân nhìn một lại người tự thân tình mẹ con dính cách cùng về lại nuôi rừng sông kiếp đời Thank you.
thì nó quay lại chứ gì. Bộ bà tiếc lắm hả? Bà đứng đây khóc lóc thở than làm cái gì? Không mau kiếp quay về với nhân tình để vui vẻ hạnh phúc, bà còn muốn cái gì nữa chứ? Đình Sang, đạo Tào Khang thiếp luôn gìn giữ, duyên cớ gì chặt gieo tế nghiệp quan? Thiếp khuyên chàng đừng lộng ngữ hàm hồ, là thế tử sao thốt lời không chính nhân quân tử? Thế quyên, nàng về ngươi. Thiếp không về. Hả? Tôi đến đây là do thánh chỉ của Đường Dương, có cả tịch chuyên tế ra công mai mối. Thánh thượng đã chủ hôn và sói gia cưới hỏi. Tôi là dâu, là vợ của chàng. Tôi nhất quyết chồng đâu, vợ đó. Lê Quy, ta bảo nàng về không? Chiếm không gì. Hoa Cương, im ngài những lời để mê. Thank you.
lòng mẹ đây bàng hoàng đau xót. Vì mấy ngày qua mẹ thường hay gặp cơn ác mộng, cứ ám ảnh trong tâm chuyện 12 năm về trước. Ngày cha con vinh quy mai tổ, ngộ yêu tà lạc tiễn bắn đánh xa. Nếu cơ trời gặp cảnh trái quan thì kiếp liễu hồi mẹ làm sao không nổi. Mẹ ơi, mẹ ơi, vô phận số anh con dương nàng. Nhờ sư thầy huynh trưởng đã bình đến hôm nay số phận nhân quý, dù chung đi cương phải cam đành thôi.